straight. OT. Vô game. Giờ mình phải tập trung từ cái khâu chuẩn bị. Hồi trước tôi tập trung dữ lắm, sao giờ này tôi hơi cảm giác là bản thân tôi nó hơi thoải mái rồi đó. Mình phải ép buộc bản thân mình tập trung. Nó chuẩn bị xuống rồi mình canh bản găng. Một là bản găng. Ô gì cũng được. Phải nói Việt Nam. Chết tôi. Xin chào anh em, tôi là Editor. Tôi sẽ giải thích cho anh em hiểu về tình huống này. Tại sao Under lại không dùng anti? Quay về trước đó một chút, Jerry đã flash lên Under ở phút thứ tư 46 giây. Thời gian họ flash là 5 phút, không điểm cảm hứng, không giày khai sáng. Vậy lúc để Jerry có hơi tóc biến được là vào phút thứ 9 45. Và thời điểm xảy ra giao tranh là 9 phút 16, sai số khoảng 30 giây. Anh em cũng biết rồi đấy, thà tam spell sớm còn hơn là bị muộn. Quay lại nào. Đơn nghĩ là Jerry đã họ flash và cặp bot bên bạn không quá mạnh, có thể cần hài. Nếu quyết định của Der là tiếp tục bắn mà không cần dùng đến sở xích tội lỗi, vì khi ulti, Jerry sẽ flash né, khi đó khó mà ăn được hại. Đoạn này rêu đen xuống nhưng vẫn còn quá xa. Để đảm bảo 600 tiền sẽ vào túi mình, Der flash lên để rêu có thể đủ tầm dùng E, stun 2 là quá đẹp. Nhưng người tính không bằng trời tính. Ông chờ cho Der kế bên 69 nhưng vẫn nhanh hơn khả năng phản xạ của chàng support này. Rêu có 0.30 giây để bấm E, tương tự như người đồng nghiệp bên kia chiến tiến và cũng là người đảo ngược tình thế khi đó. Morgana. Anh ta đã phản ứng nhanh lại pha flash lên để kết hợp kỹ năng cùng đồng đội của Der bằng một cú quy thẳng vào người, khiến chiến lượng máu của Der xuống mức báo động và kết thúc bằng đòn đỉnh tay để hạ gục được người Jerry, Nightshade Slayer. Nên là anh em cũng đừng hỏi tại sao Der lại không dùng rồi nhá. Bởi vì những cái mấy ông nghĩ là tôi đã nghĩ rồi mấy ông à. Không phải mà kiểu mình nói mấy gì nhưng mà game thủ thì phải hiểu mấy cái đó. Mấy ông nghĩ đơn giản quá, gặp mấy ông đánh hay nó sẽ outlay mấy ông, nó đi trước mấy ông mấy bước. Cái pha nó trong đầu của Jerry nó đang đợi, nó trong đầu nó chỉ đợi một cái duy nhất là tôi gờ nó lát thôi. Trời ơi. Má lát qua khiên đen xong rồi thấy luôn khó chịu quá vậy. Nó lát rồi nè. À, nó có đồng hồ nha. Có đồng hồ. Thằng chủ cái. Bắn cái hả? Chính xác đây là kênh kỹ năng rồi mặt cười. Rồi nếu mà pha này mấy ông chắc phải 90% mấy ông pha này xài gờ quá. Ây. Má mất mặt tím luôn mày à. Ủa sao Khai Dít nó 0-1-0 được vậy? 18 phút 0-1-0. Chơi game với quái gừng hả? Nhà con xe này mất ngộ. Những pha, những tình huống nào mình dễ mất xe nhất? Nào mấy ông, những tình huống nào mình dễ mất xe nhất? Tôi thấy là có một trường hợp, hai trường hợp, ba trường hợp. Rồi, tôi thấy có ba trường hợp là thường gặp nhất. Có ông nào chấp, tao xanh ông nào chấp một ngu hay ngu ba ngu vậy.
Tình huống thứ nhất là mình ví dụ như mình đứng mid đúng không? Mình đang đứng mid là nó xe đây đúng không? Cái mình thấy mình có mắt đây, mình thấy mid trên top nó chạy ra, nó chuẩn bị chơi mình phải ăn bỏ xe là tình huống nhất, dễ mất nhất. Tình huống thứ hai là đồ chí mạng của mình, chí mạng 60-80% vậy, nó cứ chí mạng hoài, mình nghĩ là bắn hay hết được, cái bắn nhát đó chí mạng xong chết xe luôn. Tình huống thứ ba là gì biết không? Là đang đứng bắn xe tự nhiên cái thằng team nó ra xì mai hay nó ra nó chích nó mất xe. Ê cái này của tao à, đừng có cho bộ đi ngang vậy à, hay thằng chó. Cái giết này chơi game với giết thiệt, không qua cướp giết mình luôn rồi. Cái gì vậy? Họ tập trung chơi nha. Tôi mà tập trung chơi tôi nhìn được nhiều thứ lắm. Nó không có xe bèo, thằng này đứng thấp xíu. Mà team nó cũng khó đụng mình lắm, team nó có con ghẻ tông là sợ. Con khai giết nó khó vô mình lắm. Đợi còn 3 cũng được, không được gọi đâu nha. Bây giờ đợi nó lỗi nè. Nó chạy xuống luôn. Mà này nó sẽ gây đánh á. Rồi nó cam kìa. Phải vật dung miệng quýnh luôn. Ném. Ok, nó bị khủng kìa. Ừ. Từ nha, đẩy cái. Mày chết rồi. Ngon, bên này xuống trời à. Xả vai. Ấn like chưa? Ấn subscribe kênh chưa? Đánh thì khen thấy khen cũng nhiều rồi đó. Mà like subscribe không biết chưa nữa. Có ông nào đợt cầm mờ nghệ nữa chứ. Vãi tục. Trời. Khùng. Rồi, gán chạy nha, né nè. Né sẽ tới tòa lõi nè. Trời ơi, này nó không bắn thì xích luôn chứ. Trời ơi. Trời ơi, kia nhanh tao vậy. Nói chứ anh em nhớ like subscribe cho đơ nha, mấy anh em nhiều. Thương anh em lắm đó.